Rồi Di Mỹ xin chào các bạn nha. Nay Di Mỹ sẽ đây các bạn coi lúa chỗ Bình Đường ở nó được đơn mặn các bạn. Ba chiếc ba máy liên hợp các bạn. Đây anh quay cho các bạn xem. Ở đây là gọi là cái ngọn bồng binh nha các bạn. Trước mình ở đây là cái ngọn bồng binh đó các bạn. Để xe sẽ mời luôn. Lúa đây bằng trống nha các bạn. Lúa này là vụ hè thu nhưng mà đông đông sưng, nhưng mà nó gọi như đông sưng thôi. Nắng là công nhận lúa đi mà không lúng xe chạy được luôn. Kubota đại xe 60 nha các bạn. Nắng chẳng chát đâu các bạn ơi.
gì này khoảng ba công đất gì mà ba cái máy liên hợp nó cắt nha các bạn. Hết sức đều. Đó mà dụng dụng là hè thu mà nó sạch mà nó khô đó là cũng trúng rồi. Cái người mà đi bộ đó là người chủ đó các bạn.
nào tập nó chạy hơi chậm nha các bạn, chỗ nào đứng nó chạy mau lắm. Nó có bằng lùa nó vào lên cho nó cắt cành lúa không chóc. Hai dòng nữa là hết cái lún ở đây nha các bạn.
chuột qua bên kia kè với cụ bên kia mới có, ở đây làm gì có, gom gom cánh bên đó đó. Mà không có chỗ hết đâu. Ừ, không có chỗ đâu. Nó giọng bên kia á, bên đó ông tầm ở bên đây. Chết bệnh á. Mà cắt cái này ra sao mà bắt chỗ được. Bắt với cụ lại mới được, cắt ta lum lum la cho biết cái okay, chỗ đâu bắt. Những người này là chờ chuột ra chụp mà các bạn. Chính thằng kia muốn bắt chuột lại thằng đó đó. Chính là đồ đó đó. Đồ đẳng á. Nó gợm nó coi là đồ bự đó. Rồi vậy là một lối này nó là xong rồi các bạn.